kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Ukraine ngày càng xa lầy tại lò lửa Kursk. Nga chớp thời cơ ra đòn tấn công thần tốc tại Donbass. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Ukraine sẽ gia nhập NATO. Ukraine xa lầy tại lò lửa Kursk. Ngay sau khi phát động chiến dịch đột kích táo bạo vào tỉnh Kursk, miền Tây nước Nga, Ukraine đã phá vỡ các tuyến phòng thủ yếu của Nga và chiếm giữ hàng chục khu định cư. Với việc đưa cuộc chiến trực tiếp đến đất Nga, Kiev dường như đang đánh cược trước một canh bạc mạo hiểm mà kết quả còn rất mơ hồ. Theo lời Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Sikri, cuộc tấn công Kursk đang diễn ra như dự kiến và những bước tiến của Nga bên trong Ukraine đã chậm lại. Nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng cuộc tấn công Kursk không phải là vấn đề lớn, thậm chí có thể giúp ông đạt được mục tiêu kiểm soát toàn bộ miền đông Ukraine. Ông nói rằng đối phương đã tự làm suy yếu mình ở những khu vực trọng điểm. Quân đội của Nga đã đẩy nhanh các hoạt động tấn công của mình. Giới phân tích cho rằng đang có hai bối cảnh trái ngược mà Ukraine phải đối mặt ngay bây giờ. Một mặt là thành công trên lãnh thổ Nga giúp nâng cao tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Mặt khác là những áp lực nghiêm trọng đối với lực lượng Ukraine tại những vùng đất mà họ cần phải bảo vệ ở trong nước. Đến thời điểm hiện tại, chiến dịch xâm nhập Kursk vẫn chưa làm giảm đáng kể những thách thức mà Ukraine phải đối mặt. Quân đội Ukraine cho hay các lực lượng của nước này đang củng cố vị trí tại những khu vực đã chiếm được trên lãnh thổ Nga, tính khoảng 1.300 km2. Nga chưa thể đẩy lùi hoàn toàn đối phương nhưng đã kiềm chế được đà tấn công của Kiev sau cuộc đột kích chớp nhoáng ban đầu. Nhiều chuyên gia và nhà phân tích cảnh báo rằng còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận chắc chắn nào, song họ đều nhất trí cho rằng có nhiều thứ mà Ukraine phải đánh đổi sau chiến dịch tấn công Kursk, đặc biệt là tổn thất về nhân lực và trang thiết bị. Nga chớp thời cơ ra đòn thần tốc tại Donbass. Trong khi chiến dịch xâm nhập Kursk vẫn chưa giúp Ukraine ngăn chặn được bước tiến của Nga ở Donbass, nơi Kiev phải chật vật giữ vững các vị trí trong thời gian qua, hiện Nga đang tăng tốc về phía các thị trấn và thành phố bên ngoài Pokrovsk. Moscow đã chiếm giữ thành phố nhỏ Novohodivka sau khi quân đội Ukraine rút lui. Tờ New York Times đưa tin rằng quân tiếp viện của Ukraine đã ngăn cản bước tiến của Nga dọc theo một mặt trận quan trọng hướng tới Pokrovsk trong tuần này. Mặc dù Moscow vẫn đang đạt được những bước tiến ở nơi khác, tuy vậy các lực lượng Nga đang áp sát Pokrovsk và chỉ cách thành phố khoảng 10 km. Ukraine cho hay Nga đã điều động khoảng 30.000 binh sĩ từ những nơi khác để bảo vệ Kursk, song Moscow vẫn chủ yếu triển khai lính nghĩa vụ và các lữ đoàn từ những khu vực ít quan trọng tại Ukraine. Vì thế họ có khả năng duy trì cuộc tấn công trên một mặt trận rộng lớn. Trước khi Ukraine tấn công Kursk, Nga đã đạt được những bước tiến ổn định tại Donbass. Trong khi đó, quân đội Ukraine rơi vào tình trạng kiệt sức, thiếu nhân sự và trang thiết bị, một phần do sự chậm trễ trong viện trợ vũ khí của phương Tây. Ukraine đã gây nhiều khó khăn cho các đợt tiến công của Nga, nhưng không đủ để ngăn chặn đà tiến của Moscow. Sau chiến dịch xâm nhập Kursk, những vấn đề mà Ukraine gặp phải vẫn không biến mất, và giờ đây chúng đang lan rộng trên nhiều mặt trận. Ukraine cũng đã điều hàng nghìn binh sĩ tinh nhuệ của nước này để tiến hành chiến dịch tấn công sâu vào Kursk. Những binh sĩ này không tham gia bảo vệ tiền tuyến ở Pokrovsk, nhưng là lực lượng dự bị tiềm năng có thể được triển khai để tăng cường hệ thống phòng thủ của Ukraine hoặc hỗ trợ các đơn vị bị suy yếu. Quân đội Ukraine có lẽ đã không bị Nga áp đảo quá lớn về quân số ở Donbass nếu họ triển khai các lực lượng đó đến đây thay vì tới Kursk. Các tuyến phòng thủ của Ukraine bảo vệ Pokrovsk đang sụp đổ dần, một phần là do Kiev không có đủ nhân sự giàu kinh nghiệm để bảo vệ các công sự đó. Câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu điều đó có làm suy yếu thêm khả năng chống đỡ của Ukraine xung quanh Pokrovsk và các khu vực khác hay không? Nếu giành được quyền kiểm soát Pokrovsk, Nga sẽ có thắng lợi quan trọng nhất kể từ khi chiếm được Avdiivka vào tháng 2. Điều này sẽ giúp Moscow có lợi thế tốt hơn nhiều để kiểm soát thêm nhiều lãnh thổ ở vùng Donetsk. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Ukraine sẽ gia nhập NATO. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây cho biết Washington muốn Kiev giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Moscow và gia nhập NATO. Ông phát biểu rằng tại hội nghị thượng đỉnh tháng 7, chúng tôi tuyên bố con đường gia nhập NATO của Ukraine là không thể đảo ngược. Đồng thời nhắc lại liên minh do Mỹ dẫn đầu đã thành lập một bộ chỉ huy chuyên hỗ trợ tư cách thành viên của Ukraine.
Theo ông Blinken, Mỹ muốn Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột hiện nay. Ngoại trưởng Blinken đang có chuyến thăm tới thủ đô Kiev của Ukraine cùng người đồng cấp Anh David Lammy để tái khẳng định sự ủng hộ của Anh và Mỹ với chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông Blinken đã từng đưa ra quan điểm về tư cách thành viên NATO của Ukraine. Tuy nhiên khối này đã chính thức tuyên bố cả tại Washington vào mùa hè năm nay và Litva năm ngoái. Điều này chỉ có thể xảy ra khi các đồng minh đồng ý và các điều kiện được đáp ứng. Hungary và Slovakia tuyên bố không đồng ý trong bất kỳ trường hợp nào, vì việc đưa Ukraine vào NATO sẽ đồng nghĩa với xung đột với Nga. Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của Liên minh NATO. Kiev thậm chí đưa điều này vào hiến pháp. Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9 năm 2022, 7 tháng sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Moscow coi việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga là một mối đe dọa hiện hữu. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ý định gia nhập khối của Ukraine là một trong những lý do chính dẫn đến xung đột. Moscow cũng cho rằng tính trung lập của Kiev là điều kiện tiên quyết cho hòa bình bền vững với quốc gia láng giềng. Phương Tây sẽ phải trả giá đắt nếu cởi trói vũ khí cho Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, hôm 11 tháng 9 tuyên bố rằng phương Tây nhiều khả năng đã đưa ra quyết định cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa và giới truyền thông đang trong quá trình chính thức hóa quyết định này. Báo The Times của Anh đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh David Lammy cùng các quan chức đã đến Kiev đang có kế hoạch thảo luận về khả năng cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga. Bloomberg cũng đưa tin về kế hoạch Mỹ mở đường cho Ukraine, trong khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA cũng cho biết Washington có thể xem xét lại lập trường của mình. Người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo sẽ đáp trả thích đáng nếu Mỹ cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa ATACMS tầm xa. Ông Peskov nói thêm, đối với tất cả những hành động này, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga chính là đòn đáp trả. Mỗi quyết định này do phương Tây đưa ra và sau đó được quy cho Ukraine là sự xác nhận về tính hợp lý, tính cần thiết và tính tất yếu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Mỹ và các đồng minh đã cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng với những hạn chế về cách thức và thời điểm sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong nước Nga. Những nước này lo ngại các cuộc tấn công như vậy có thể thúc đẩy sự trả đũa của Nga, kéo theo các nước NATO vào cuộc chiến hoặc kích động xung đột hạt nhân. Nhiều nguồn tin cho hay Mỹ đã gần được thỏa thuận cung cấp cho Ukraine những vũ khí như vậy. Tuy nhiên, Kiev sẽ phải đợi vài tháng vì Mỹ đang giải quyết các vấn đề kỹ thuật trước khi chuyển bất cứ lô hàng nào. Ukraine được cho là đã sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS và Storm Shadow do Mỹ và Anh viện trợ để tấn công mục tiêu quân sự của Nga trên bán đảo Crimea, nhưng chưa được phép sử dụng cho các cuộc tấn công khác vào lãnh thổ Nga. Kiev vẫn chủ yếu sử dụng các máy bay không người lái nội địa để tập kích vào sâu trong lãnh thổ Nga. Ukraine đang nỗ lực kêu gọi Mỹ cởi trói quyền sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu sâu hơn của Nga, đặc biệt là khi quân đội Nga di chuyển vũ khí có giá trị cao, ví dụ như máy bay quân sự và các trung tâm chỉ huy ra xa tuyến.